Liên tục trong thời gian qua trên địa bàn huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận. Sau một quá trình theo dõi, ngày 5 tháng 9, công an huyện Đức Thọ cho hay đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng gồm Lưu Tuấn Nghĩa sinh năm 1993, trú tại thôn Yên Phú xã Liên Minh, Dương Thanh Lưu sinh năm 1995, trú tại thôn Long Hòa xã Đức An. Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1994, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1998 và Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1998 đều trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Long. Theo lời khai ban đầu, từ giữa tháng 8 2014 đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm này đã nhiều lần thực hiện trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9, các đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Hương, thôn Yên Thắng, xã Đức Lạc, lấy cắp một cây vàng, 50 cây thuốc lá thăng long, một số thẻ, điện thoại, 200 euro và 20 triệu đồng tiền Việt. Hiện, Công an huyện Đức Thọ đã thu hồi được một số tăng vật để trả lại người bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.